Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay sau cũng lâu rồi mình không gặp nhau kể từ sau Phật đản đúng không ạ? Chúng ta đang có mặt tại thành phố Pachu, Hàn Quốc, chùa Việt Nam. Hôm nay là tuần lễ khóa tu đầu tiên của tháng 6 ha, ngày 9 tháng 6 năm 2024. Và sư cô rất là vui ngồi đây với quý vị sau 2 tuần mình đi nhập thất an cư chuyên tu về. Thì quý vị biết hàng năm vào mùa mưa mình không cần chắp tay ha, thương quá, thương quý bác đã có mặt cho con quá. Vào mùa mưa là cái từ sau lễ Phật đản cho tới lễ Vu Lan thì mình có 3 tháng ở Hàn Quốc cũng như Việt Nam, thì quý thầy phải an cư, nghĩa là ở yên một chỗ và chuyên tu. Ví dụ thời khóa bình thường mình 3 thời khóa một ngày thì tới mùa an cư sẽ phải tăng lên là 6 thời hoặc là 7 thời. Đó là tập trung tu tập để thúc liễm thân tâm và có Bồ Tát và để ôn tụng lại những giới pháp của người tu. Đó, thì ở Hàn Quốc mình như quý vị đã biết, một thầy cô phải chịu hướng dẫn rất nhiều đạo tràng, cho nên không thể nào mà đi hẳn 3 tháng như vậy được. Thì nhưng mà quý thầy quý sư cô cũng vẫn biết cái sự nghiệp tu tập là nó quan trọng nhất, chính mình phải tu có an lạc và có thành tựu, có trải nghiệm mới chia sẻ được quý vị cái cách tu như thế nào, đúng không ạ? Đạo Phật là đến để mà thấy chính mình thực hành có lợi lạc chứ không phải nói nghe mà được. Cho nên vì vậy sư cô cũng đã ý thức được cái việc đó. Vừa sau Phật đản là mình đã đi chuyên tu 2 tuần, rất là may mắn được quý chư tôn đức ở bên Hàn Quốc rất là từ bi và ưu ái đặc biệt cho mình, chứ bình thường là người ta cũng phải an cư 100 ngày. Hàn Quốc thì có an cư kiết đông và an cư kiết hạ, tức là mỗi lần như vậy là 100 ngày, tức là hơn 3 tháng. Với trường hợp của sư cô mà được vào thiền viện lớn toàn là những bậc tôn đức chuyên tu, một ngày từ 10 đến 12 tiếng và mình chỉ có ở 2 tuần thôi, là một sự ưu ái rất là đặc biệt, chứ không có ai cho đi ra giữa giữa kỳ như vậy. Và với sự sắp tấn của đại chúng, sau 2 tuần chuyên tu, sư cô cảm thấy mình có được tâm quân bình phát triển hơn, có nhiều lòng bao dung hơn và cảm thấy biết ơn, rất là biết ơn Phật Pháp Tăng. Với cái tâm thức đó, với cái tâm thế đó, hôm nay về lại chùa hướng dẫn Phật tử tu tập. Thật qua, thật ra là nó như một cái tín hiệu của vũ trụ. Ở Hàn Quốc đó là chuyên tu về thiền. Thì khi mà sư cô về lại chùa mình, thì các em tối hôm qua thuyết trình kinh Trung Bộ thì cũng thuyết trình bài kinh số 36, kinh Sách Gia Ca, cũng nói về tu thân và tu tâm, là đúng như cái nội dung ngày hôm nay sư cô muốn chia sẻ với các bạn. Và cũng ngày hôm nay mình cũng học tiếp tới bài kinh Trung Bộ số 119. Đây là một bài kinh sư cô nói rồi không có mấy người giảng, cũng không có nhiều người muốn nghe, nhưng quý vị thực hành pháp nhất định phải nghe. Đó là bài kinh Thân Hành Niệm 119. Đây là bài kinh mà nói sao ta, không thể hiểu được trên võ ngôn ngữ mà mình phải thực sự ứng dụng và thực tập. Vừa rồi anh chị em biết sư cô đi tu về có nhiều lợi lạc, cũng có nhiều người yêu cầu đề xuất mình chia sẻ những cái pháp lạc, những cái trải nghiệm trong tu tập. Sư cô cũng tính chia sẻ rồi, nhưng mà thôi không sao, mình nên giảng theo cái bài kinh này ha. Mình giảng theo cái bài kinh này thì quý vị cũng hiểu được phần nào nội dung tu tập của sư cô cho tới giờ. Thì đây là một cái giống như cô thấy giống như là cái nhân duyên á, thời đã đến á, nhân như vậy, duyên như vậy, cho nên mình giảng tới bài kinh như vậy. Chứ thật sự nha, nếu như cô không trải qua 2 tuần chuyên tu cùng với chư tôn đức lớn mà thực tập thiền một cách miên mật như vậy, chưa chắc cô dám giảng bài này. Cô đã từng né bài kinh này, cô đã từng né bài kinh này, nói chân thành với anh chị em là cô đã từng né bài kinh này khi mà mình bắt đầu giảng Phật học phổ thông. Tại vì cô cũng chia sẻ thật với anh chị em đó, cái pháp môn thiền tập thì mình được học từ lúc xuất gia, nhưng mà sư cô thực tập cho tới bây giờ vẫn chưa chứng được tầng thiền nào hết trơn. Chứng nào tật đó chứ chưa thấy chứng thiền. Sư cô rất là tự ti nên là cô nghĩ là mình không dám dạy thiền đâu. Nhiều em cứ đến nói cô ơi cô dạy con cách ngồi thiền đi, nhưng sư cô rất ngại, tại vì mình thấy mình chưa có chứng thiền được. Nhưng mà sau khi trải nghiệm tu tập thì sư cô được sự sắp tấn của chư tôn đức cũng như sự thỉnh cầu của anh chị em, thì sư cô chia sẻ nội dung bài kinh này. Biết đâu được cô không có căn tánh lanh lợi cho nên cô không có chứng, nhưng mà anh chị em nghe qua thực tập đúng pháp, tinh tấn đúng độ, mình chứng trước sư cô thì sao, đúng không? Lúc đó nhớ độ lại cho em. Trong kinh cũng không có thiếu những cái câu chuyện mà đệ tử chứng trước thầy mình. Quý vị nhớ có vị Sa Di 7 tuổi không?
Sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Tức là người nhỏ thuyết pháp mà người lớn ngồi nghe, không phải tại trình độ cái tuổi đời, mà do tại cái tánh giác của người đó. Trong kinh có rất nhiều vị sa di 7 tuổi đã chứng thánh rồi, cái ngộ tính rất là cao. Và sau khi vị sa di chứng thánh rồi, biết quay ngược lại chứng thánh là sẽ có tha tâm thông, là sẽ có thần thông, quay lại biết thầy mình chưa chứng. Biết thầy mình chưa chứng và biết tại sao thầy mình vướng cái gì mà chưa chứng luôn. Cho nên về độ lại cho thầy. Cô đọc những câu chuyện đó cô rất là xúc động. Cô rất là xúc động. Như hôm nay có quý vị thấy thời khóa từ sáng tới giờ, từ tối hôm qua đến giờ luôn, thấy không? Rất là dày đặc. Mà nếu như không có cái sự giỏi giang và chuyên nghiệp, mới nói là chuyên nghiệp ở đây, các em tu chuyên nghiệp đó rồi. Nãy cô ghẹo mấy bạn là gì, pháp sư tí hon đó. Thấy các bạn khánh nè, mỏ nè, chuông nè, cầm mic nè, dẫn chúng rất thành thạo, đúng không? Nếu không có các pháp sư tí hon đó, một mình sư cô cũng không có hướng dẫn đạo tràng tu tập cho nó trọn vẹn được. Sư cô hy vọng rằng bản thân sư cô thì chưa có chứng gì, nhưng mà quý vị sau khi mà nghe được cái pháp này, giống như có pháp là có gia tài vậy đó. Mình chia sẻ cái gia tài này, quý vị có khi tiếp nhận và thực tập có lợi lạc được cho chính mình trước tiên. Và nếu hữu duyên mình độ được cho chúng sanh, và lúc mà mình trải, phải không, cuối cùng mình hay hồi hướng, đúng không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì lúc đó quý vị có không nhớ đến cô Hiếu đi chăng nữa, chúng sanh đó có dính cô chổng không? Có, là cô biết cô có cái phần hồi hướng của quý vị là được lời rồi đó, là được trả lại học phí rồi đó. Tức là quý vị đã học pháp với sư cô mà không trả tiền, đúng không? Không có trả học phí, đúng không? Ở đây không có thu tiền, Phật tử đi nghe pháp. Vậy thì sao? Quý vị mỗi lần mà tu tập có công đức hồi hướng lại là cái đó là trả học phí cho cô chưa? Có, cô thấy cô được lời ghê lắm. Cho nên cô quyết định là phải giảng bài kinh này. Chứ thật sự nếu mà mình không trải qua chuyên tu và không có nhiều cái biến cố trong cái thời gian qua đó, là có khi cô né bài kinh này tiếp. Tại vì tiếp tục tự ti. Ôi mình thực tập chưa có thấy chứng đắc. Nhưng mà có một điều nhé, chưa chứng đắc nhưng có thành tựu không? Dạ có. Cô nói với mấy em á, nếu như cô không có thực tập mỗi sáng 2 thời công phu, bây giờ là 4 thời, thì sư cô sẽ không đủ cái năng lượng, lòng từ bi, bao dung, hòa hợp, và có cái nhiệt tâm để tiếp tục trên cái con đường hoằng pháp này. Cho nên cô đã chuyển hóa được cái phiền não của mình, cô đã chuyển hóa được những cái cảm xúc bất an, lo lắng, buồn bực, phiền muộn khi mà gặp những cái biến cố của cuộc đời, thì cô tin là quý vị cũng sẽ áp dụng được, hiểu không? Mình chưa cần phải chứng thánh, nhưng ít nhất mình làm chủ được cảm xúc của mình hôm nay và ngày mai. Ngay bây giờ khi mà biết pháp Phật rồi, không tạo thêm bất kỳ cái nhân gì để dẫn mình đi trôi lăn sanh tử trong những đường ác nữa. Cái đó là thành tựu chưa? Thành tựu. Cho nên dù là bài kinh rất khó nghe, cô cũng nghĩ trước được là giảng bài này không ai nghe, nhưng em vẫn sẽ quyết định nói. Riêng các anh chị em mà đi sinh hoạt với sư cô tối thứ bảy, sáng chủ nhật, mỗi buổi ngồi thiền với sư cô 1 tiếng thì phải nghe bài này ít nhất là 3 lần, được không? Hiểu không hiểu kệ, nhưng phải nghe được 3 lần. Rồi bây giờ sư cô sẽ đọc vào chánh kinh ha. Kinh này có tên là kinh thân hành niệm. Bài kinh thân hành niệm trước đó là cô giảng bài kinh 118 rồi, nhưng mà là ban truyền thông làm việc rất là chậm, cho nên cô đã giảng cách đây nửa tháng rồi. Mà sau khi cô đi nhập thất về, cô thấy không phải nửa tháng, cô giảng cách đây 3 tuần rồi vẫn chưa thấy đăng bài lên, nghĩa là chưa có dựng xong đó quý vị. Chứ thiệt ra là cô giảng bài kinh 118 rồi ha. Quý vị nên nghe bài kinh 118 trước, là nhập tức xúc tức niệm, tức là hơi thở vào và hơi thở ra. Rồi trong bài kinh 118 cô cũng nhắc lại là quý vị phải nghe lại bài kinh tứ niệm xứ, là bài kinh cô giảng cách đây 4 năm trước khi mà giảng chuỗi bài Phật học phổ thông. Thì có thể nói kinh 118, kinh 119 hay là bài kinh tứ niệm xứ luôn, 3 bài này về cơ bản á, có thể coi là một cũng được luôn. Là cái pháp tu mà đạo tràng mình thực hành theo cái pháp môn này từ bao nhiêu lâu nay rồi, từ lúc bắt đầu đạo tràng luôn. Cho nên bây giờ mình thực hành như thế nào? Thực hành như thế này. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anatha, Bindika, rồi một số đông tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường, câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật vi diệu thay, chư hiền giả, thật hy hữu thay, chư hiền giả, thân hành niệm, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chỗ này quan trọng nè. Chỗ này mai mốt em nào mà dựng video clip của cô là phải đem nguyên cái đoạn văn này dán lên trên cái video clip nha. Là sao? Chúng tăng sau khi đi khất thực trở về, chư tăng sau khi đi khất thực trở về,
tụ họp trong hội trường bàn câu chuyện gì, không phải bàn chuyện thị phi. Cái này cô giảng 1001 lần rồi. Nghĩa là mình tụ họp lại, một là im lặng như thiền định, hai nói năng như bậc thánh, tức là nói những câu nào để phát triển cái sự tu tập tâm linh của mình, chứ có tụ họp lại để bàn chuyện thị phi không? Không nha. Không phải đạo tràng nào tu theo Phật cũng là thanh tịnh đâu. Quý vị có đến những cái đạo tràng mà thấy cái hơi hướng mà ngồi xếp sáp sáp lại, rồi nói xấu người này, nói xấu người kia, công kích người nọ, bàn mấy chuyện đu trend trên xã hội đồ đó, né ra liền, né ra liền. Cô nói thiệt, cái đó nó truyền nhiễm lắm, nó lây ghê lắm. Lúc đầu mình nghe mình dị ứng, trời sao mấy bà này đi chùa nhiều chuyện quá ha. Nhưng sẽ có tới một lúc nào đó, bà nói chuyện cũng vui ha. Cái lúc đó mình không phản ứng nữa, nhưng mà mình không có tham gia, mình không có nói. Em vẫn ít nói lắm, em không có nhiều chuyện, nhưng mà em nghe. Nghe xong cái không thấy chán ghét cái sự ồn ào nhiều chuyện thị phi đó nữa, là nó bắt đầu rồi đó, nó bắt đầu thấm rồi, là sẽ tới cái bước tiếp theo. Chị, em nghĩ vậy đó chị, là do hồi đó em gặp bà đó rồi, bà vậy á chị. Tới mình nói luôn, mà lúc đó mình còn nhận ra mình không? Hết nhận ra rồi. Hồi đó quý vị có đọc cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài không? Có ai đọc câu chuyện này chưa? Nên đọc nha. Tối nay về sợ đọc liền nha. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google. Đọc câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài dùng sư cô. Sư huynh tu tập miên mật, dỗi dang ghê lắm. Mười mấy năm trời quyết định xin sư phụ. Sư phụ cho con xuống núi. Con xuống núi độ sanh, mang thêm một thanh gươm và một cái kiến chiếu yêu. Sư phụ nói chưa, đừng đi con ơi. Không, ơi con rất là mắc độ sanh rồi, bây giờ con muốn phải độ sanh, nhất quyết sư huynh phải xuống núi. Lúc đó sư đệ còn chút xíu, ôi thấy sư huynh mình ngầu ghê. Nhưng mà trên đường lên xuống thì dễ nha, mà quay về mà lên núi lại á, nó có một cánh cửa, và cánh cửa đó gọi là bậc hiền thiện, bậc thánh nhân, lòng trong sáng mới bước qua được. Cửa không bao giờ khóa, nhưng người có ác tâm sẽ không đẩy cái cửa đó mà đi được. Sư huynh xuống núi độ sanh ghê lắm, lúc đầu là giữ tâm kỹ lắm, cầm cái kiến chiếu yêu ra chiếu khắp nơi. Con quỷ nè, tâm tham tâm sân nè, là diệt khắp nơi. Mãi bao nhiêu vần xoay thăng trầm, một ngày nào đó mệt nhoài với cuộc đời, sư huynh nhớ lại khe suối ngày xưa, nhớ lại cửa tùng ngày xưa, nhớ lại cái không gian thật là nhiệm màu êm ái của ngày xưa. Sư huynh quay về đẩy hoài cửa không mở, nó ủa bữa nay sư đệ mình khóa cửa hay sao ta. Xong khi sáng sớm tinh mơ ra, sư đệ xách cái gầu xuống suối múc nước lên bình thường. Ủa sư huynh sao không lên mà đứng cả đêm ở đây vậy? Anh đẩy không có ra cái cửa. Ủa sao kỳ vậy? Lúc đó sư đệ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cái tay một cái thôi, cửa nó mở bung ra liền, cửa không có gài. Cho nên mới nói cửa tùng đôi cánh gài đó. Sư huynh đẩy hoài không ra, công lực mười mấy năm tu tập còn có gươm báu trong mình không đẩy ra được. Lúc đó soi xuống dòng nước, mặt của sư huynh là một con yêu quái rồi, không qua được cái cửa tam quan ngày xưa nữa. Tức là mình, khi mà mình bị thay đổi cái tâm á, mình nhận ra không? Không, mình chỉ cho những người xung quanh xấu thôi. Người đó tệ nè, người đó ứng xử không khéo léo nè, nhỏ đó nhiều chuyện nè, bà đó tham lam lắm. Nhưng mình có nhìn lại mình không? Không, mình tự cho mình tử tế ghê lắm. Cho nên đó là một câu chuyện mà cô nghĩ là về giá trị văn học, giá trị thẩm mỹ, giá trị đạo đức, triết học Phật giáo, nó rất là thâm trầm. Quý vị nên đọc lại câu chuyện này. Biết đâu vị sư huynh đó chính là mình á. Mình thấy mình đi chùa thắm tương chào rồi, mình tưởng ngon lành rồi, chưa chắc ha, chưa chắc đâu. Thì như ở đây cũng vậy, cô dặn quý vị hoài, nhưng mà lâu lâu vẫn gặp. Tại Hàn Quốc mình đây cũng có rất nhiều đạo tràng như vậy, hễ tụm năm tụm ba lại là thị phi. Mà mình không có giao cảm được với cái tần số đó, mình độ không nổi thì thôi, mình dùng tâm từ bi để mà quán chiếu, không bực dọc, không đấu đá lại, không chỉ trích, không thị phi, không soi mói, nhưng mà phải giữ khoảng cách. Cô nói đó, đầu mình túm năm túm ba lại, cái mình nghe người ta nói lúc đầu nghe ồn ồn mới bực bực ha, không lúc sau hết thấy bực rồi ha, tới cái bước tiếp theo là mình ngồi đó mình nói luôn. Cô nói giỡn giỡn đó, nhưng mà có ngồi cười cười hí hí, chắc không phải em đâu, trời đứa nào vậy chứ em không có vậy đâu cô, tính em vậy không có. Đừng có tin mình, Đức Phật nói cho tới khi mình chứng thánh, 99% những cái suy nghĩ và lời nói hành vi của mình nó dính với ngã và ngã sở. Mà có ngã với ngã sở là có đúng không? Không đúng. Nhưng mà có bao giờ mình thấy mình sai không? Không sai mới ghê. Sai là thiên hạ sai, chứ anh sai em không sai. Mà có em sai thì anh xin lỗi em luôn. Ghê vậy, ngang ngược vậy luôn. Tu học Phật không có vậy ha. Mình phải soi mình chứ mình đừng soi người. Cho nên riêng cái đoạn này, cô đề nghị bạn nào dựng clip cho cô là phải copy lại dán vô, chữ thiệt bự ra, che cái mặt cô luôn cũng được. Chứ chúng ta ngồi tụ họp trong hội trường và câu chuyện này được khởi lên, câu chuyện gì? Câu chuyện là, thật là vi diệu thay, chư hiền giả nè,
thân hành niệm đó là khi được tu tập và làm cho sung mãn, nghĩa là không phải tu chơi chơi, không phải tu một bữa, hôm qua ngồi thiền một tiếng, hôm nay ngồi thiền một tiếng, ghê thiệt, nay mình lên level rồi, một tháng sau không thấy tu nữa, như vậy là có sung mãn không? Không, chết, queo cái mầm bồ đề rồi. Đây, tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn bậc Tri Giả Kiến Giả bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nghĩa là sao? Cái pháp này ai tu chứng đầu tiên? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng rồi, quý vị phải nhớ lại, nếu mà đã nghe kinh số 118 của sư cô rồi, kinh Tứ Niệm Xứ rồi, ngày đó Sa Môn Gotama đi học đạo ở hai cái tầng thiền cao nhất đương thời, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng Đức Phật thấy cái đó có là giác ngộ tuyệt đối không? Không. Cho nên Đức Phật quyết định đi tìm con đường riêng. Nhưng mà do cái nghiệp tiền kiếp của Đức Phật cho nên Ngài bị khổ hạnh tới 6 năm. Hôm qua mới thuyết trình đúng không? Nguyên cái bài kinh nào nói về cái khổ hạnh của Đức Phật không? Bài kinh nào? Kinh gì? Kinh 36, kinh gì nữa? Đại kinh Sư Tử Hống số bao nhiêu? Giỏi quá! Ghê thiệt, bài kinh 36 là bài kinh Sách Chơ Ca, bài kinh Đại Sư Tử Hống là bài kinh số 12, là hai bài kinh nói về suốt cái quá trình 6 năm khổ hạnh của Đức Phật. Khổ hạnh không ai bằng, khổ hạnh không ai bằng Sĩ Đạt Ta. 6 năm khổ hạnh giữa rừng già, tới mức mà gần chết luôn mà có chứng gì không? Không chứng. Cho nên Đức Phật mới nói, không được rồi, chết rồi, bây giờ không thể nào tu khổ hạnh mà chứng được. Khổ hạnh tới mức độ không chứng được. Đức Phật mới nhớ lại cái gì đây? Lúc đó là Sa Môn Gotama, chưa thành Phật mà. Ngài mới nhớ lại hồi Ngài mới có 7 tuổi thôi, dưới cái gốc cây hồng táo. Mình ngồi im như vậy, nhưng sao mình nhẹ nhàng thảnh thơi, mình thấy được các vòng tuần hoàn, các nhân duyên như vậy. Ngài có một cái hỷ lạc lúc 7 tuổi là Ngài đã chứng sơ thiền rồi nha. Thấy không? Bây giờ mình ngồi thiền gần chết, mình ngồi thiền 7 năm, không thấy chứng gì hết. Ngài mới có 7 tuổi, ngồi xuống một phát im ru chứng được sơ thiền. Lúc đó là vua Tịnh Phạn quỳ đảnh lễ con mình. Có 3 lần trong đời vua Tịnh Phạn quỳ đảnh lễ con mình. Tại vì cái tư thế giác ngộ chứng thiền an tĩnh của một em bé 7 tuổi của một hoàng tử quá là dễ thương đi. Cha phải đảnh lễ con luôn lúc đó. Nhưng Đức Phật nhớ lại, tại sao ngày xưa mình tu cái pháp môn gì mà mình an lạc vậy? Mình đâu có đau đớn như vậy. À, mà mình đi tu thiền bên kia, mình biết chắc chắn là cái tầng đó là cao nhất rồi, nhưng mình xả thiền ra mình có giác ngộ không? Không, mình vẫn phiền thẳng nhão như thường. Cho nên Đức Phật mới quyết định là bây giờ thả luôn cái bát trôi sông. Cái bát là cái gì? Cái phương tiện để đi xin ăn á, đúng không? Thả cái bát đi trôi sông, cái hành vi này là nó thể hiện cái quyết tâm cao độ. Thà chết chứ bây giờ không có đi tu lầm nữa. Nếu như cái bát này trôi ngược dòng, tức là đang thả xuôi dòng, nếu cái bát mà trôi ngược dòng, ta sẽ đắc thành giác ngộ. Ghê không? Và cái bát trôi ngược dòng quý vị. Từ đó là Đức Phật không đi xin ăn nữa, đi xuống thẳng cái gốc cây, đúng không? Bơi qua bờ sông Ni Liên Thuyền, đi xuống cái gốc cây, ngồi 49 ngày và Ngài khát nguyện như thế nào? Nếu như không thành chánh giác, ta nguyện không rời khỏi cái gốc cây này. Nghĩa là cho dù có chết, có thịt nát xương tan cũng không đứng dậy khỏi cái gốc cây đó. Khủng khiếp không? Cái quyết tâm, cái anitta của Ngài, cái quyết tâm của Ngài đó. Cho nên cô nói là cô phải giảng quý vị bài 13 la mật, 13 la mật. Bây giờ có quá nhiều thông tin trên mạng xuyên tạc, công kích Phật giáo, toàn những người không học kinh điển thôi. Phải vun bồi đủ 13 la mật. Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã vun bồi 13 la mật trong suốt 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mới thành tựu ba la mật đầu tiên, đó là bố thí đó, trì giới đó. Và cái gì trong đó có cái sự quyết tâm, một trong 13 la mật là sự quyết tâm. Bởi vậy cô kêu quý vị ngồi một tiếng đồng hồ không được nhúc nhích. Không, vẫn nhúc nhích, không được đi, không, vẫn phải đổi tướng, mắc cái gì đó mà cứ lới tới lúc mà gần hết ha. Nửa tiếng đầu tiên rất an ổn, bằng cách nào đó trong vòng nửa tiếng ngồi với sư cô thấy không có một tiếng động. Qua cái phút thứ 32 bắt đầu nhúc nhích, nhức ghê, bắt đầu đau đớn, ráng gồng. Cô cảm nhận được luôn mà, cô cảm nhận cái việc mà thở ra một cách nặng nề của quý vị ngồi đằng sau lưng sư cô, rồi nuốt nước miếng ực ực, rồi bắt đầu là nghe những cái tiếng xương khớp, rồi bụng nó kêu rột rột, rồi có người mắc ho. Một sự đau đớn nó len lỏi âm thầm sau đó, nhưng mà thật sự thống khổ sẽ là từ cái phút thứ 45 trở đi. Cái đồng hồ nó hư rồi, có khi nào cô Hiếu ngủ gục không? Sao không thấy gõ? Chắc chắn là cô không cho mở mắt nữa. Không mở mắt thì làm sao? Vẫn phải lén nhìn cái đồng hồ. Có khi nào cô ngủ quên không? Chắc cô quên rồi. Chứ mình ngồi vậy là lâu lắm rồi, có cảm giác vậy không? Mà trong khi có một tiếng thôi đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi 49 ngày, 49 ngày đêm. Sư cô nói bây giờ ráng không gồng được một tiếng, chừng nào mới giác ngộ? Không, thôi từ từ đi, thấy gì ngộ giác chứ con.
quý vị ráng ha, cái đó là sự quyết tâm. Một trong 10 ba la mật đó là quyết tâm. Không có quyết tâm không làm được, đúng không? Thành ra thì cô nói tới đây cô rất là xúc động luôn á. Cho nên cái pháp môn này Đức Phật thành tựu không? Thành tựu. Ngài thực thập cái này nè, thân hành niệm mà Ngài chứng thành chánh đẳng chánh giác. Vậy quý vị có ai tới bây giờ là Phật tử mà thắc mắc không biết Đức Phật Thích Ca tu cái gì mà thành Phật không? Cho tới bây giờ mà vẫn không biết Đức Phật tu cái gì thành Phật thì tội nghiệp Phật lắm nha. Mình đi chùa là phải ráng dành thời gian phải học những cái gì cao siêu màu nhiệm đấu đá luận lý với nhau. Sư cô không bao giờ tán thành. Nhưng những cái căn bản nhất của Phật tử, Tam Bảo là gì? Tại sao mình phải quy Tam Bảo? Tại sao mình phải giữ ngũ giới? 13 la mật là gì? Mình tu cái gì để mình giác ngộ giải thoát? Đức Phật tu cái gì? Đức Phật dạy mình cái gì? Cốt lõi tinh yếu của nhà Phật, những điều này phải nắm không? Dạ nhất định phải nắm, không nắm mình sẽ không bao giờ có lợi lạc. Dù mình đi chùa nó dài theo năm tháng, tức là cái gì, cái kinh nghiệm mình đi chùa gọi là thâm niên đi chùa của mình nó có thể rất cao, nhưng mà cái kinh nghiệm trải nghiệm trong tu tập của mình nó không có gì hết, là thất bại. Là thất bại cho em thật sự. Một trong những lý do cô phải giảng bài này và cô chia sẻ cái pháp môn pháp hành cho tụi em cũng là do bản thân cô tự nhận thấy mình có lỗi trong thời gian qua. Do cái tự ti của mình là cô chưa có chứng đắc gì, cho nên sư cô không dám chỉ cái pháp hành cho tụi em. Mà vừa rồi trong đại lễ Phật đản thì trời xui đất khiến làm sao mà nội trong 3 ngày đại lễ Phật đản sư cô đã phải tiếp tới hơn 10 ca trầm cảm và rối loạn cảm xúc, trong đó có những ca rất nặng là bị động kinh mà nửa đêm mà lao hẳn ra cửa sổ để nhảy xuống luôn. Những người ở chung phòng sợ quá phải tác động vật lý sáng. Bạn đó đến gặp cô, người vẫn bầm đen bầm tím khắp nơi như vậy, ánh mắt không có thần và rất là trong cái trạng thái mà suy nhược thân và tâm một cách trầm trọng, nguy kịch luôn chứ không phải dạng bình thường. Và cô gặp hơn 10 trường hợp như vậy, trong đó vô cùng đáng tiếc có tới 3 trường hợp là phụng sự viên của chùa rất là ngoan xinh yêu, nhưng mà vì một lý do nào đó các em đã không chuyển hóa được cảm xúc, dẫn đến là phải quyết định về Việt Nam luôn. Cho nên quý vị nào mà coi cái hình hôm Phật đản mà đêm thiền trà, mà không biết bạn nào mà đăng cái tấm hình sư cô đang rớt nước mắt đó, mọi người tưởng cô khóc cái gì. Đêm đó là đêm chia tay một trong 3 em phụng sự viên về Việt Nam hoàn toàn. Và khi mà em đó nói lên những lời chia sẻ là cái cảm xúc hạnh phúc mà em đã từng có với đạo tràng á, sư cô khóc không phải vì mình tiếc em đó, mà khóc vì bản thân mình đã chưa làm đủ trọn vẹn cái vai trò đạo sư của mình. Ngay cả những em thân cận mình nhất mà sư cô vẫn không giúp đỡ các em cái pháp môn để mà chuyển hóa cảm xúc được. Và cô cảm thấy tự trách bản thân mình đó, chứ không phải là buồn giận gì mấy em. Và quá là thương đi, em nào mà đã ở chùa cho tới hết ngày Chủ nhật, đúng không? Buổi chiều Chủ nhật mà mình dự cái buổi lễ chia tay các em phụng sự viên đó, thì chắc chắn là đã có rất nhiều người không cầm được nước mắt trong buổi đó. Sau đó sư cô đã suy nghĩ lại, tại sao các em đi chùa với sư cô lâu như vậy mà các em vẫn khổ đau như vậy? Nếu như mà mình biết tu, mình sẽ không khổ đau. Nếu như biết tu, mình sẽ không phiền não chứ. Đức Phật đâu có phiền não. Đức Phật cả một gia tài hạnh phúc và từ bi. Sư cô và huynh đệ luôn đem đến cho tụi em rất là nhiều năng lượng lành. Nhưng sâu trong tiềm thức của mình có những nỗi khổ niềm đau mình chưa chuyển hóa được, mình chưa chia sẻ cùng ai. Có những cái bất an mà nó cứ nén qua từng ngày đó. Và cho tới bây giờ vừa sau ra thất thôi là sư cô phải liên tục nghe điện thoại. Mấy chị em nào mà hôm qua nay gọi điện cho sư cô có đang nghe pháp thoại không? Đi gặp bác sĩ tư vấn nhưng mà không biết tiếng Hàn, cho nên mà tư vấn tâm lý khám trầm cảm mà là phải trả lời câu hỏi của bác sĩ, cho nên là phải gọi điện cho sư cô thông dịch trực tiếp. Trời ơi, nghe điện thoại mà mình rất là bất lực luôn. Cho nên chính vì vậy cô hy vọng rằng những vị nào đến bây giờ đang hiện tại ngồi trước mặt sư cô, hay đang nghe online hoặc đang nghe được tới cái pháp thoại này, mình nên lắng lòng nghe, học pháp Phật. Đừng có ỷ lại vào cái thâm niên đi chùa của mình. Đi chùa chưa chắc đi tu. Đi chùa chưa chắc đi tu. Mình phải chân chính nhận lại trong suốt quá trình qua mình đã có nghiêm túc học Phật chưa. Nếu mình thật sự học Phật và mình hành pháp của Phật, mình sẽ không thể nào bị phiền não khổ đau nó nhấn chìm như vậy được. Nó sẽ có lúc cảm xúc nó trồi sụt. Mình chưa phải là bậc thánh nên mình sẽ có những cảm xúc tiêu cực, lúc tiêu cực, lúc tích cực, lúc vui vẻ, lúc không vui vẻ, lúc bực bội, lúc bao dung. Nhưng không thể nào để cảm xúc tiêu cực nó lấn áp luôn được nếu là người Phật tử như pháp. Hiểu ý không ạ? Cho nên đâu đó, một là mình chưa học cho nó nghiêm túc, hai là mình chưa hành, chưa có ứng dụng được một cách hiệu quả. Sư cô qua một cái đại lễ như vậy,
nhìn thấy sự ra đi của những em thân thiết còn hơn là người thân của mình nữa, thì một lần nữa cô thấy là đặt nặng cái vấn đề hành pháp, nghĩa là không có trên cái hình thức, cái nghi lễ, cái lễ hội mà các em đến chùa, không chỉ công quả không, không chỉ công phu theo thời khóa không, thực sự phải có cái nội hàm, nội thực tu của tụi em, tức là phải đem cái giáo pháp Phật đó đem về để chuyển hóa cái cảm xúc của mình, cái đó mới thành tựu. Nhiều người đi chùa ít, không có thường đi, nhưng mà cái cuộc sống người ta rất là trí tuệ, nghĩa là sao, nó rất là như pháp, bình an, hạnh phúc, thành công, chuyển hóa được cảm xúc tốt. Cô rất tán dương quý vị này. Còn mà đến chùa với sư cô mỗi tuần mà về vẫn phiền não khổ đau như thường, ten một cái ra khỏi cái cổng tam quan, về nhà khóc bù lu bù la ôm gối là chưa tu, nha, nói tùm bị tùm bạ chúng tùm lum tùm la. Có em nào ngồi ở dưới mà đang âm thầm tối nay cảm thấy hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn biết gì sao tôi buồn, là phải đến gặp sư cô liền. Cô đề nghị như là các em phụng sự viên hôm nay hết một nửa chùa đi múa rồi, đi múa trên Chân Tân Sa rồi, biết không, bây giờ Chân Tân Sa cũng đang livestream trực tiếp trên đài truyền hình, là có chùa nhà mình mấy em đang múa trển đó, mấy em đó nữa, về nghe lại bài pháp thoại này. Là em nào mà đang có cái dấu hiệu trầm cảm, rối loạn cảm xúc, chưa thấy cái sự mà an vui trong tu tập là phải đến gặp sư cô liền. Ok chưa? Rồi, đó mới có câu đầu tiên thôi. Mình phải bớt thị phi và phải không có đề cao cái ngã của mình lên. Thật sự khiêm hạ, học Phật hết sức là khiêm hạ, chân thành thì mình sẽ học được cái pháp môn nè. Bây giờ là cái pháp môn của Đức Phật tu nè. Rồi, sau khi như vậy thì buổi tối ha, buổi chiều là Thế Tôn từ thiền định độc cư đứng dậy. Quý vị nào tới giờ còn chưa biết cái lịch làm việc của Đức Phật không? Có ai thắc mắc cái lịch làm việc của Đức Phật một ngày từ mấy giờ tới mấy giờ Đức Phật làm gì không? Thương lắm là thương luôn đó. Đức Phật buổi khuya là Ngài sẽ thuyết pháp cho chư thiên. Xong rồi á, buổi sáng á, là Ngài sẽ dậy rất là sớm. Ngài thường là nghỉ chỉ có khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng trong một đêm dài đó thôi. Ngài thức rất là sớm, Ngài tiếp tục thiền quán, xem rằng hôm nay Ngài có nhân duyên độ cho người nào, Ngài sẽ đi đến cái hướng đó để mà khất thực. Đó là độ sanh đó. Và sau khi đi khất thực về, Ngài sẽ ngồi ăn cơm, ăn cơm trong chánh niệm. Sau đó Ngài sẽ sao ạ? Sẽ dạy cho chúng đệ tử, rồi những vị mà cư sĩ tại gia đến hỏi pháp với Đức Phật, đó là buổi chiều Ngài tiếp tục trả lời vấn đáp. Rồi Ngài có ngồi thiền định độc cư không? Có, Ngài thiền định độc cư tức là ngài ngồi thiền, Ngài hành thiền đó, Ngài ngồi yên một mình thì chỗ này đây. Rồi buổi tối là bắt đầu thuyết pháp cho chư thiên. Từ thiền định độc cư đứng dậy đi đến hội trường, sau khi lên ngồi chỗ soạn sẵn, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở đây này các tỳ kheo, các ông hiện nay đang ngồi bàn về vấn đề gì, câu chuyện gì của các ông bị gián đoạn? Nghĩa là hồi trưa đi về đang tán thán Đức Thế Tôn pháp môn thân hành niệm thì hết giờ, tới giờ đi ngồi thiền cho nên không nói hết được câu chuyện, thì tới tối Đức Thế Tôn mới lại tới cái giờ mà vấn đáp Phật pháp đó, Đức Thế Tôn hỏi hồi sáng đó cái câu chuyện gì mà các ông bị gián đoạn, thì các thầy tỳ kheo mới kể lại cái câu chuyện là hồi sáng đã tán thán Đức Thế Tôn như thế nào, là thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Đức Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố: bạch Đức Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong thời Thế Tôn đến. Vậy bắt đầu Thế Tôn mới nói nè: này các tỳ kheo, thân hành niệm được tu tập như thế nào, được làm sung mãn như thế nào mà có quả lớn, có công đức lớn. Chính đối tượng, chính người thật việc thật, chính người đã từng trải qua cái pháp môn tu tập và chứng thành chánh đẳng chánh giác đến hỏi luôn: con biết tu như thế nào không? Tu như thế nào và tu như thế nào làm cho sung mãn để có công đức lớn không? Quý vị tỳ kheo quá sướng đúng không? Con sanh cùng thời với Đức Phật là rất là may mắn. Muốn nghe không? Rất muốn nghe. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy đi đến khu rừng, hãy đi đến gốc cây, hãy đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra, thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài, thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài, thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, tới đây thuộc chưa con? Tâm quan. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, an tịnh toàn thân tôi sẽ, sáng nào cũng đọc mà, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vì ấy tập trong khi vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần chánh, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nguyên cái bài dài này là bài gì vậy? Cái bài mỗi sáng mình đọc đó, bài kinh quán niệm hơi thở đó, nhớ không? Quyển màu xanh có không? Quyển màu tím, ôi những ánh mắt ngơ ngác kia. Con có đi chùa với sư cô không? Con có đọc kinh này chưa? Dạ đọc rồi ạ. Con có đọc không?
Có ạ, đúng không? Chùa mình mỗi sáng đọc quyển kinh này, vị nào mà còn chưa đọc tới bãi kinh này, đấy, thấy cái quyển kinh kinh Phật căn bản màu xanh xanh cô để trên bàn đó không? Kinh sách chùa mình là thỉnh miễn phí hết nha. Một lần nữa em xin thông báo với đại gia đình online, em không có bán kinh sách, tất cả những trang bán kinh sách trên mạng là lừa đảo em. Chùa đây toàn bộ kinh sách thỉnh miễn phí, quý vị nên thỉnh quyển kinh đó về. Trong quyển kinh đó có bài kinh quán hơi thở này. Tại sao sáng nào cô cũng cho đọc? Tại vì trước khi ngồi thiền phải đọc cái cách ngồi thiền như thế nào. Đức Phật ngồi như thế này thành Phật nè. Đức Phật quán như thế này thân hành niệm nè. Giờ nghe lại ha. Mình sao phải đi đến khu rừng, gốc cây, đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm. Lưng thẳng, tự nhiên cái mấy bạn đang ngồi nghe pháp đi. Lưng thẳng, tại sao lưng với cổ phải thẳng? Không là nó vẹo cuộc sống, nó thoái hóa cuộc sống không được ha. Lưng thẳng, an trú chánh niệm là đặt cái niệm ngay đây nè. Đặt cái niệm trước mặt, nhưng mà quan trọng cô chỉ quý vị là sao? Quán ở đây đúng không? Từ cái phần dưới lỗ mũi và trên môi, dưới lỗ mũi và trên môi, thấy chưa? Cái khu vực ở đây, mình phải quán được cái khu vực dưới lỗ mũi và trên môi. Quán cái gì vậy? Thở ra dài, biết thở ra dài. Có nhiều người không thấy được, ê không có nghe, cô ơi không có thấy con thở, không thở là chết rồi chứ. Có thở mà sao không thấy? Loạn tâm quá sao thấy? Bình thường lo nói không à? Không, 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 có bao giờ mình ngồi yên mình nghe mình thở không? Không, nhưng mình có thở không? Không thở sao mình ngồi đây mình cười được? Không thở là kêu 119 nãy giờ rồi. Cho nên là có thở mà tại sao không biết? Tại không có quán. Bây giờ phải tập quán nha. Có thở, thở đây, thở ra dài, biết thở, ra dài. Thở vô ngắn, biết thở, vô ngắn. Rồi sao? Tiếp tục nữa nè. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. An tịnh toàn thân tôi sẽ an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Đó, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác là mình quán. Quán đây nè, quán các cảm giác trên thân, quán thọ trên thân. Quý vị nào mà học thiền Vipassana là quá quen thuộc với cái pháp này rồi. Từ giờ sư cô sẽ hướng dẫn quý vị Vipassana luôn. Thì cái này á, thật ra cái chữ thân hành niệm á, quý vị trong chú giải ở đây nói cái chữ thân hành niệm nó bao gồm cả chỉ và quán á, Samatha và Vipassana ha. Quán là Vipassana, là cái này quen quá rồi đúng không, nghe nhiều lắm rồi đúng không. Tuệ minh sát ở Myanmar là một trong những quốc gia mà có những trường thiền đa dạng nhất chắc là trên thế giới rồi. Thái Lan có những cái trường thiền có thể cả triệu người cùng ấy, và có rất nhiều pháp môn, đa phần đều học về Vipassana đó. Ở Việt Nam mình sư cô biết cũng có rất nhiều vị tu tập theo pháp môn Vipassana này. Và ở tại Hàn Quốc mình có không? Dạ có nha. Quý vị nào mà muốn đi tu Vipassana ở trong các trường thiền khóa 10 ngày liên tục, liên hệ với cô sẽ giới thiệu cho đường link để đăng ký. nên đi học thiền nha. Cô khuyến khích quý vị nên đi học Vipassana này. Còn ở tại chùa mình cô có chỉ không? Dạ có. Em đang chỉ quý vị là thiền hơi thở nè. Sau hơi thở thì mình tập quán, khi mà cái cảm giác mình bén nhạy rồi mình sẽ tập qua Vipassana. Vậy thì thân hành niệm nó bao gồm cả chỉ và quán. Chỉ là Samatha, quán là Vipassana. Thì Đức Phật tôi này nè, tôi này thành Phật nè. Và mình rất may mắn là hơn 2500 năm qua rồi, cái pháp môn tinh khiết này, cái pháp hành tinh khiết trọn vẹn này, cái pháp hành mà bậc chánh đẳng chánh giác đã chứng đắc đó vẫn còn bảo tồn được nguyên vẹn cho tới ngày hôm nay. Vậy cho nên cô hy vọng là quý vị phải đem cái châu báu này về dùng. Mình có chỉ có quán, mình sẽ tuệ giác phát sanh, định tuệ phát sanh thì không bao giờ có phiền não cô đâu ha. Rồi, tiếp tục còn một cách quán khác không? Dạ có, không phải chỉ ngồi không. Đức Phật dạy tiếp nè, này các tỳ kheo. Tỳ kheo đi, biết rằng tôi đi, hay đứng, biết rằng tôi đứng, hay ngồi, biết rằng tôi ngồi, hay nằm, biết rằng tôi nằm. Tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Bốn cái oai nghi đều chánh niệm tỉnh giác. Cho nên hồi sáng vị nào mà lên chánh điện mà chạy chứ thấy cô kêu thắng lợi liền không? Đây đừng thắng lợi, tí dụ mà có đi trễ rồi, đừng có chạy. Hồi sáng có mấy em nó sợ luôn á. Mắc cái gì thì cô lên chánh điện thì lúc nào cô cũng lên trước rồi. Nhưng mà ví dụ mình có lên muộn, mình có bị kẹt nhà vệ sinh ở dưới, hoặc là mình có lỡ mặc áo tràng mà không có biết cách cột nên mình lên trễ, thì mình cứ bình thản mà mình bước chân vô chánh điện, ai dí đâu mà trời ơi, cô thấy nó lắng quắng như con lăng quăng ở trên chánh điện mà em sợ luôn á. Như khi mà mình đã chạy lăng quăng như vậy, mình có ý thức được mình đang chạy không? Không. Mình chỉ mong cho người ta đừng có để ý thấy mình. May đừng, cô đừng nhìn thấy em chạy cho lẹ vô chỗ trốn. Nhưng mà cái vụ chạy đó của mình gây sự chú ý lớn không? Ừ, nó rút kinh nghiệm. Khi đi phải biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi nằm biết mình nằm, khi ngồi biết mình ngồi. Thân thể được sử dụng như thế nào vị ấy biết như thế ấy. Ăn biết mình ăn, lấy đũa gấp lên biết mình lấy đũa ha. Làm bất kỳ cái gì đều chánh niệm tỉnh thức. Sư cô đã từng thấy một em ở trong bếp nhà mình rồi, nấu chè nhưng mà lấy cái hũ muối bỏ vô liên tục, miệng vẫn nói bỏ muối vô nồi chè hoài luôn. Nồi chè đó đã đi ra rồi, đi ra ngoài kia rồi đó, đi ra cái hố đằng đó rồi. Là sao? Là không có chánh niệm.
Không có chánh niệm. Giống như hồi nãy cái ly nước của cô đúng không? Ly nước để trên bàn chỉ có 1 giây sau thôi, nó đã đi dúng cái thau chén rồi, cô chưa kịp uống mà. Không có chánh niệm cho nên phải giữ không phóng dật nhiệt tâm tinh cần các niệm tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Tức là có những cách nào ngồi kiết già, quán hơi thở là tư duy thế tục được đoạn trừ không? Có. À, vậy là mình thấy có 2 cách rồi đúng không? 2 cách rồi đúng không? Ở đây Đức Phật chỉ nhiều cách lắm. Cho nên ví dụ mà mình chưa học xong hết, mình đừng có chê người ta. À, mình đừng có đi công kích người ta. Mình nói không, cô tôi dạy vậy nè. Không, bữa em đi Myanmar học gì nè. Không, bản thân sư cô biết rồi. Bên Myanmar mỗi trường thiền dạy một kiểu nha. Mỗi trường thiền dạy một kiểu, cùng là Vipassana đó, nhưng mà mỗi người sẽ xoáy sâu vào một cái pháp môn nào đó. Thì trước khi quý vị thực tập cho nó miên mật và có kết quả, không có vội chê bài, bài xích, được không ạ? Đừng đem so sánh, đánh giá. Nhà Phật là không có cái tâm so sánh đánh giá đó. Mình chân thành, khách quan, công bằng, mình học, thực hành theo. Thấy cái gì mình hợp với căn cơ mình hơn, thực hành cái pháp môn đó, mình giảm được sân, giảm được tham, giảm được si, mình có được sự quân bình, tĩnh lặng, bao dung, vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời, thoải mái, thảnh thơi. Cái pháp môn đó là hợp lý, đúng không? Cô nói hoài rồi, quý vị bị ung thư mà cứ lấy thuốc giảm đau hoặc là thuốc nhức đầu xoa xoa bôi bôi có hết không? Giống như này nó bị cái xương nó bị đau, cái cô hỏi con đi khám bác sĩ về sao rồi, nó nói ông bà chủ có cho thuốc dán, vô lý. Tức là cái xương nó bị làm nặng, nó nứt xương hoặc nó đau thì phải vật lý trị liệu và rất là nhiều. Mấy anh lao động ở đây là bị cái bệnh đó hoài, tức là làm nặng quá, nhất là con trai sẽ làm nặng đúng không? Làm nặng xưởng nào cô cũng thấy con trai làm rất là nặng, như xưởng anh Hải với lại bé Trường bên này phải không? Làm sắt rất là nặng luôn, làm một thời gian từ 5 đến 5 năm trở lên là cái xương sống đi hết trơn rồi đấy. Đây em nhỏ nhà mình ngồi đây mới vừa về đây làm chưa được 3 tháng nữa là hôm qua đi bệnh viện rồi. Đi bệnh viện hỏi sao con bị đau lưng. Con bị đau lưng là do làm nặng quá. Hỏi đau lưng xong về con chụp phim, chụp X quang gì chưa, con vật lý trị liệu gì chưa, ông bà chủ con có biết không? Nói ông bà giám đốc không cho cái thuốc dán con. Thuốc dán có chữa được cái bệnh nứt xương hoặc đau xương không? Tương tự như vậy, nếu quý vị chỉ có đau đầu hoặc cảm sốt thôi thì không cần thuốc ung thư mà xịn sò, mắc tiền một cái mũi 10 mấy triệu. Quý vị chỉ uống Panadol là hết không? Hết. Nhưng mà nếu quý vị bị ung thư thì có uống Panadol mà hết được không? Không hết. Tương tự như vậy, pháp Phật cũng vậy. Không phải là cái pháp nào nó hay hơn, pháp nào dở hơn, niệm Phật là tối thắng, ngồi thiền mới là siêu phàm. Trời ơi, ngày xưa Đức Phật đâu có niệm Phật đâu mà thành Phật, giờ mấy người niệm Phật sai rồi, mình có vậy không? Không, mình không tranh đấu lý luận với nhau như vậy. Cô nói thuốc nào mà trúng bệnh là thuốc đó thuốc hay. Mình tập pháp môn nào mà có giải thoát, có an vui, có thành tựu, pháp môn đó là hợp lý. Như ngày xưa cô mới đến Hàn Quốc, ở Hàn Quốc có Vipassana không? Chưa nha. Cái thổ 20 mấy năm về trước là chưa có. Hàn Quốc chỉ mới du nhập Theravada, Phật giáo Nam truyền trong khoảng 15 năm trở lại đây. Và cái pháp môn thực tập Vipassana cũng khoảng trong giai đoạn đó mới bắt đầu được giới thiệu vào Hàn Quốc. Nhưng mà nổi bật chỉ có khoảng từ 5 cho tới 10 năm trở lại đây. Còn trước đó chưa hề có những cái trường thiền phổ biến rộng rãi ở Hàn Quốc này. Vậy thì lúc đó cô đến Hàn Quốc cô học Phật giáo là gì? Cũng đi học thiền khán thoại như người ta thôi, khánh hoa son, hoa đu son á, biết không? Biết hoa đu với khánh hoa không? Không, sao vậy? Đi chùa hàng mà sao không biết? Đó, ở Hàn Quốc nếu mà mình đi trường thiền thì mình sẽ học được khánh hoa son, học hoa đu, tức là thoại đầu á. Thoại đầu á, trước khi ba mẹ ta sanh ra ta là ai, cái mặt mũi ta như thế nào? Tức là có một cái câu công án thiền. Khánh hoa, 80% Phật giáo của Hàn Quốc là khánh hoa. Là sao? Là thoại đầu đó, là công án. Chứ cô có học, không có thấy gì hết, thấy ngộ ngộ, thấy mệt, thấy sư bà kỳ vọng lớn quá mà mỗi lần đi trình pháp cứ càng ngơ mắc cỡ luôn. Sư cô có thiền thiền thoại đầu, có nhận công án về, có giữ giới tinh chuyên, có nó không có ra, nó không có ra thiệt, nói thiệt chứ không phải là tu sĩ là cái gì cũng 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 biết đâu, không có. Như cô cũng chia sẻ thiệt với tụi em, khi mà cô học tiến sĩ Phật học ở đây đó, mình là người Việt Nam đầu tiên, mà thậm chí là tu sĩ Việt Nam đầu tiên học cái bậc học tiến sĩ ở cái trường đại học danh tiếng như vậy nữa, nên được rất là nhiều sự kỳ vọng và sự quan tâm của mọi người. Sau một học kỳ đầu tiên cô trúng cái môn đó là môn Kim Cang, kinh Kim Cang, học hết 3 tháng không hiểu kinh Kim Cang. Hồi hoang mang tột độ gọi điện về sư phụ chứ sợ bất an quá, đi chết rồi, tốt nghiệp rồi mà mình còn được điểm A cộng nữa mới ghê chứ. Ví dụ mà điểm thấp đi mình thấy đỡ nhục, A cộng đó quý vị, cô làm bài luận làm sao mà ra A cộng luôn.
mà không có hiểu gì về kinh Kim Cang hết, sợ hãi thật sự luôn. Lúc đó cô gọi điện về sư phụ, cô nói sư phụ con không có hiểu gì về kinh Kim Cang hết, chết con rồi, mà hết học kỳ rồi bây giờ làm sao đó. Ngay cả tu sĩ đây học Phật cũng trầy trật lắm chứ không phải. Rồi sau khi cô vượt được cái ải Kim Cang, cô bắt đầu đụng qua Duy Thức. Sao mà mọi người học Duy Thức vui như vậy mà cô không thấy vui, cô thấy rất là mệt luôn á, không có căn cơ đó. Mãi cho tới khi mà cô gần tốt nghiệp rồi đó, lúc đó cô gặp được một sư bà, một ni trưởng. Trời ơi, ni trưởng đó là tu chuyên về Duy Thức, mà ni trưởng là học về cái thiền mà trị liệu á, gọi là Myeongsang Chiro á, là thiền trị liệu, là nghiên cứu về Duy Thức học để mà tư vấn tâm lý á. Wow, thế là cô đi học, lúc đó học có lấy điểm, hết học kỳ rồi. Nhưng mà sư bà là thấy thương mình quá đi, cho nên là thấy của mình cũng ham học, cho nên sư bà cho vô ngồi giữ thính. Từ đó là cứ từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chói qua tim luôn á. Tức là từ đó mới hiểu gì thức luôn á, là thấy nó hay thiệt à. Chắc là mấy em mà đời đầu mà sinh hoạt với sư cô là biết, đợt đó là cô mua cái quyển sách mà sách của sư bà viết đó, bằng tiếng Hàn mà nhỏ nhỏ mỏng mỏng vậy nè, cô mua 20 quyển. Cô tặng cho mấy em nào mà biết tiếng Hàn, cô kêu đọc đi hay lắm, đọc đi hay lắm, mà không đứa nào feedback lại là hay hết. Đó, thì pháp môn tu tập cũng vậy, đã pháp học nó khó như vậy thì pháp hành nó như nào nữa. Cô đã từng đi học thiền kháng thoại, không hiểu gì hết. Sư cô cũng đã từng học mấy cái pháp môn Vipassana của một số trường thiền, có cái được, có cái không được luôn. Ừ, cho nên là trước khi mà mình thực tập á, mình đừng vội chê ha, mình phải thực tập cho nó tinh chuyên, và sau đó mình chắc chắn mình sẽ tìm ra được cái pháp môn nào nó phù hợp với căn cơ mình. Nói tới đây là nhiều người bắt đầu đi ngủ rồi. Đừng ngủ, hãy thức dậy đi, sắp hết bài rồi. Ừ, chưa hết bài, bài này kiểu gì cũng phải giảng 2-3 bữa mà, nãy cô nói rồi đúng không? Có một sư ông đã giảng bài này 5 buổi, có một sư lớn nữa, thượng tọa nữa cũng giảng bài này 4 buổi. Cô đâu giỏi bằng mấy vị đó đâu, nên cô giảng giỏi lắm cũng phải 2 buổi mới hết. Nên là đừng nghĩ hôm nay sẽ hết được bài này, không hết, mới có 2 cái thôi. Đầu tiên là theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, nhớ không? Cái pháp môn đầu tiên này là dễ nhất, quý vị phải thực tập, được không? Là thực tập mỗi tuần, theo dõi hơi thở vào hơi thở ra. Thứ hai là theo dõi với chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm các oai nghi hằng ngày. Hồi oai nghi là oai nghi gì? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, làm cái gì biết cái đó, làm được không? Dạ được nha, dạ được. Tới đây cái học mới dứt bật ngôn ngữ vậy. Hồi sáng cô nghe em Hiệp nhà mình, anh nuôi nhà mình chia sẻ một câu chuyện này, và sư cô thấy vui cả buổi sáng, như em đã cho cô một món quà. Hiệp nói với cô vậy nè: cô ơi, con thấy qua một cái trận gọi là đại dịch truyền thông trên mạng đó là một trận khủng hoảng truyền thông xuyên tạc chống phá Phật giáo hoặc những thông tin sai lệch, có rất là nhiều anh chị em đã nói với con là sao em vẫn còn đi chùa vậy. Ủa, sao mày chưa tỉnh ngộ ra, sao vẫn còn đi chùa vậy? Nếu mà đi chùa cũng phải kiếm chỗ khác đi chứ, tại sao còn đi chùa cô Hiếu vậy? Cô ơi, nhưng mà con vẫn thấy rất hạnh phúc khi về chùa, và con có một cái hiểu được rằng khi mà con ứng dụng pháp vào cuộc sống của con kiềm chế được cảm xúc của mình rất là tốt. Nghĩa là khi em nổi giận, khi em đi làm em có va chạm không? Có. Những cái lúc mà em bức bối, bực bội, khó chịu đó đó, em nói là thở đi Hiệp, mày thở đi. Em chỉ dặn mình thôi là thở đi, chỉ thở thôi là có cả gia tài. Câu này của ai? Của ai? Sư ông Làng Mai. Trời ơi, mình sẽ không hiểu được cái câu của sư ông là cả gia tài cho tới khi mình dừng lại một nhịp trước khi cơn sân nó nuốt chửng mình. Lúc đó mới thấy sư ông trí tuệ không? Chỉ cần thở thôi là con có cả gia tài. Nó nói với cô một câu rất bình thường. Cô ơi, mỗi lần mà con nóng lên, mỗi lần con hết sức chịu đựng rồi, con nói là thở đi, thở đi, thở thôi là được. Mà chỉ cần thở thôi là có cả gia tài. Hôm bữa cũng vậy. Sau mỗi một cái đại lễ là có rất nhiều áp lực, trách nhiệm, thị phi, khen có, chê có, thịnh, suy, hủy, dự, xưng, cơ, hủy, lạc, rất là nhiều cái tác động. Mà cái người mà lãnh đạo là lãnh đạn như sư cô là lãnh đủ. Em lãnh đủ suốt một mùa Phật đản, với một cái tấm thân mang đầy thương tích, em lết vô trường thiện, em lết vô cái phần chuyên tu. Nhưng mà quý vị biết không, sau những cái thời pháp, những cái ngồi thật yên, vững chãi tu tập với tăng thân, sư cô mới bừng nở luôn. Ồ, từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, những vị thầy mà thật tu, thật chứng, quý ngài nói không có gì khác nhau hết. Một vị thiền sư ở bên đâu đó, một vị thiền sư ở bên Âu hay là bên Mỹ, bên Á hay là bên Nam Á hay là Đông Á, khi quý vị tới cái trình độ đó rồi, quý vị nói chỉ một ngôn ngữ thôi, như trăm sông đổ về biển thì chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Pháp của Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.
Cô học thiền của Hàn Quốc, cô thực tập thiền Vipassana, cô nghe thiền của sư ông Làng Mai. Nhưng mà quý vị biết không, đến cùng một chỗ quý ngài nói cùng một điều đó. Đó là sao? Sư ông Làng Mai có câu gì? Ngồi thật yên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, đúng không? Nhiều khi mình không chịu ngồi yên, ai công kích mình, nói xấu một cái là mình dãy đành đạch lên đi. Mình dãy đành đạch lên, mình phản ứng. Trời ơi, bà đặt điều, bà nói xấu. Không có, em không có vậy đâu. Xong sáng nay cũng có mấy người đến nói cô là thị phi hâm Phật đản đó. Cái hôm mà chùa mình làm lễ thì đã đãi đằng rất là nhiều rồi. Xong cái hôm sau mà đúng ngày lịch đỏ của Hàn Quốc, hôm đó là không có một phụng sự viên nào về chùa hết. Chùa không có đãi cơm cho Phật tử. Thì cũng có rất nhiều Phật tử mà cái ngày Chủ nhật không đi được á, thì đến chùa lễ Phật ở đây, có ở đây làm chứng này, chở má chồng có đi nè. Thì hôm đó ở chùa chỉ có đúng ba huynh đệ thôi, thầy Ngộ Trơn, thầy Ngộ Dũng với sư cô. Thì ba huynh đệ biết là không có một sự giúp sức nào từ cái em phụng sự viên nhà mình rồi, cho nên chia ca. Thầy Ngộ Dũng sẽ ra đứng đón khách ở từ ngoài cửa, hướng dẫn lên chánh điện lễ Phật xong rồi vô nhà. Vô tới nhà thầy Ngộ Trơn sẽ tiếp mời trà và hỏi xem có cái nhu cầu gì không. Cuối cùng những người có nhu cầu hỏi thăm về khóa tu hoặc là mua đồ tạp hóa này nọ thì sẽ gặp cô Hiếu. Mình chia ra ba huynh đệ, mà thầy Ngộ Dũng thiệt là đứng từ sáng tới trưa ở ngoài cửa đón khách. Vô đây thầy Ngộ Trơn cũng đón khách, tới cô cũng đón từ sáng tới chiều. Vậy mà có một cái xóm kia đến chùa nghĩ là hôm nay là chùa sẽ đãi cơm chay, nhưng mà hôm đó thật sự là chùa không có ai nấu cơm hết, nhưng mà không có đãi cơm chay, nhưng mà sư cô và quý thầy đã rất nhiệt tình mời bánh. Thấy trên bàn mình lúc nào cũng có bánh không? Mời bánh, mời sữa, mời nước. Xong khi về thì có tặng lọc trái cây và bánh trái cho Đức Phật. Nhưng mà gia đình đó không thấy thỏa mãn và đi thẳng tới một cái đạo tràng khác và khóc bù lu bù loa, kể xấu là chùa cô Hiếu thế này thế kia, chảnh chẹ cơm không cho ăn, ngồi khóc như nhớ cha chết. Mà cái hôm đó xui cái đạo tràng đó là đang tổ chức cái đại lễ chính cái ngày đó, nên rất là đông, và rất đông người gọi điện về cho sư cô là cô ơi, cô tiếp khách làm sao mà người ta lên đây người ta nói xấu chùa mình như này. Xong thiệt sự là trần ai khoai cũ luôn. Mà quý vị ở đây thì biết đúng không, hàng tuần thứ bảy chủ nhật chùa đều nấu cơm miễn phí. Sư cô không cho ăn chiều nhưng mấy anh em vẫn nấu cơm chiều rất là chỉnh chu cho quý vị. Mà chỉ đúng một hôm không có cơm, mà thật ra hỏi kỹ lại mấy chị đó, đó là lần đầu đến chùa. Nghĩa là ở Hàn Quốc ở đây mười mấy năm rồi nhưng chưa từng đi sinh hoạt chùa mình một buổi nào hết. Và hôm đó với tất cả cái lòng nhiệt tình, nghĩa là đến đó cô Hiếu sẽ mời cơm ngồi ăn với mình, nói chuyện qua lợi cho vui vậy đó. Ồ sao thấy cô tiếp quá trời người, tiếp khách này tới lớp khác, lớp này tới lớp kia, cơm thì không thấy cho ăn. Thế là tủi thân, tức tối. Mà lúc về không nói gì hết, lúc lên đạo tràng kia thì khóc bu lu bù la, kể tội chùa mình, làm chùa mình bị tai tiếng suốt nguyên một mùa Phật đản. Sư cô rất là bị hoang mang luôn. Xong rồi đó, mình thấy là nếu như mà mình không hiểu rõ được, mình không có cái pháp, mình không có cái sự ngồi thật yên, những cái lúc đó sư cô có nhảy nảy không? Sư cô sẽ nhảy nảy lên, trời ơi vậy vậy đó hả, em vậy đó hả. Sư cô không có nhảy nảy, sư cô chỉ có bàng hoàng thôi. Ủa sao vậy ta? Mình đầu tiên là mình coi lại mình hôm đó, lời nói hành vi của mình có gì thô tháo không? Không. Có hai sư huynh làm chứng kè kè một bên thì không thể nào mà cô bung cái gì ra được hết. Mình coi lại, không có sai thì có thể là đối phương ta hiểu lầm, hoặc là người ta tiếp nhận cái thông tin đó nó không có được như kỳ vọng. Nếu như quý vị đến đây mà không có lòng mong cầu gì thì quý vị thấy vui với cái thời khóa mình không? Sáng niệm Phật ha, sáng ngồi thiền ha, ngồi thiền xong rồi tới ăn sáng ha, ăn sáng xong mình ra chấp tác, nhổ cỏ, lau dọn, giặt giũ gì đó. Sau rồi mình lại sám hối 108 lạy, mình tụng thời kinh, buổi trưa mình cúng cơm cho hương linh, rồi mình ăn cơm chánh niệm, rồi mình đi kinh hành, rồi mình nghỉ ngơi chút xíu, rồi giờ mình ngồi nghe pháp, chút nữa mình sinh hoạt đạo tràng, không sinh hoạt đạo tràng thì mình ra suối chơi. Quý vị cảm thấy bình thường không? Bình thường. Nhưng quý vị đến đây với cái lòng mong cầu, cổ đến cổ hỏi thăm mình, cổ sẽ tiếp riêng mình, cổ chụp hình với mình chứ, cổ mời cơm riêng mình chứ, hay cổ tặng quà mình chứ. Mà không được cái đó, lúc về những người khác không sao, quý vị có sao không? Có sao? Có mong cầu, có không? Do mong cầu mà không được. Đó. Cho nên khi mà mình hiểu được đối phương, mình không có giận, không có tức. Cô lấy cái ví dụ chính bản thân mình ra. Dù là mình bị bêu réo suốt một tháng một tháng Phật đản như thế, nhưng mà sâu trong lòng mình có giận, có tức, có buồn không? Dạ không. Nếu có giận, có tức, có buồn là cô còn bản ngã to đùng không? Còn. Vậy cô đâu có tư cách ngồi đây nói pháp đâu. Nhưng mà qua đó để mình rút kinh nghiệm này như thế nào? Nếu như mình có Phật Pháp, mình có phương pháp chuyển hóa cảm xúc của mình không? Dạ có. Còn nếu mình không có Phật Pháp, cái đoạn này mình buồn không? Mình buồn ngang à. Thôi, mệt, nghỉ. Chúng sanh vô biên độ không nổi. Từ tuần sau em đóng cửa em tu mình hơn, em nghỉ nấu ăn nữa. Em nghỉ nấu ăn. Mà nấu ăn ướp cho sư cô là từ sau khi mà cô ra thất á,
là từ thứ hai cho tới thứ sáu, trời xui đất khiến gì mà khách đến ăn cơm chùa liên tục, nói có những vị nào đang nghe pháp làm chứng. Từ Việt Nam qua 5-6 vị luôn order cơm ở gì cô cho gia đình con ăn bữa cơm nha. Chẳng lẽ nói không, đâu có ai đâu. Cô nấu ăn công phu xong là cô vừa gọt trái cây, vừa chuẩn bị trà, vừa nấu nguyên một bàn để đó luôn. Tới mức mà mấy chị em nó đi từ sân bay về tới chùa còn: ơi cô làm một mình luôn á hả? Tại thấy con mình cô hả? Trời ơi con đâu nghĩ cô biết làm đâu. Nói chuyện cho bình thường, em ở nhà em nấu cơm cho hai thầy em ăn mà. Tức là ngày xưa em trong chùa em cũng phải nấu cơm mà. Là cái bữa đó là tiếp khách xong ha. Qua hôm sau là 30 mùng 1 đúng không? 30 mùng 1 là một già chùa đông. Đúng rồi, em nào đúng biết. Liên tục sư cô nấu là ăn 3 chập luôn á. Mà còn phải gói 500 cái chả giò nữa. Chị Thanh, chị Trân, Vĩ, Tân, mấy đứa ăn cơm chùa, Dung, Linh làm chứng cho sư cô. Là mình nấu liên tục. Đó là một mình ơn cô phải nấu một ngày cho mấy chục người ăn. Ăn liên tục từ trưa tới chiều như vậy. 30 mùng 1. Mà nếu mình chấp vô là ô mình không có giống như vậy, mà sao nói mình như vậy, cái mình buồn ngang mình nghĩ mình không có thuyết pháp giảng kinh nữa đúng không? Không, mình không thể như vậy được. Lấy cái ví dụ của kính sư cô để cô khuyến khích các em cũng vậy. Mình làm cái chuyện xấu chuyện ác á, không có ai biết hết. Mình đi đảo du lịch Jeju, mình đi đảo Jeju du lịch chứ lộn, sao em nói ngược rồi. Mình đi đảo Jeju du lịch xong cái mình chụp hình thiệt là đẹp, cái mình check in ở cái quán cà phê nào đó, người ta vô bấm like quá trời, người ta khen chứ không ai chửi hết. Nhưng mà lâu lâu cái mình đăng một cái câu hôm nay ngày rằm ăn chay lên, bà này chay gì bé này hả, ăn cái gì đó, ăn chay ăn mặn nói ngay ăn chay nói láo bà này hả, cái miệng nam mô bụng bồ giao gặp, cái có những người đi ngang đường nó cũng chửi ngang mình nữa. Không ăn chay thì kệ người ta đi, người ta ăn thôi, kệ người ta đúng không, người ta đâu có ép mình ăn đâu, người ta đâu có ép mình ăn giống người ta đâu. Nhưng mà người ta đăng một cái món bữa nay ăn chay, cái đi chùa cái có người vô chửi. Quý vị có kinh nghiệm không? Có đó. Hoặc là quý vị cầm tiền quý vị làm ra, quý vị đi hát karaoke hoặc ăn nguyên một bữa thịt nướng, có ai chửi quý vị không? Không. Bây giờ đang có cái con cua hoàng đế gì sale phải không? Cô thấy nhà mình đu trend quá trời, đi Lotte săn cho được cái con cua đỏ đó mà ăn cho giống người ta rồi chụp hình, không ai chửi hết, vô khen: ủa chị cũng đu được rồi hả, chị cũng đu trend thành công nè. Còn cái mình đem tiền mình cúng, cái mình khoe là hôm nay mình tới chùa mình cúng lễ Phật đản 50.000, bắt đầu ngu ha, cúng tiền cho mấy ông thầy bà cô đó ăn, có người chửi liền. Có không? Dạ có. Đó là cuộc đời, đó là thế gian. Cho nên cô mới nói, từ cái chuyện chút xíu đó, mình thấy không, cái việc tu nó không có đơn giản. Mình có thể ngồi nói chuyện bà Tám, kể chuyện người này người kia, nói xấu người này người nọ, có người đồng tình, tán dương. Nhưng mình ngồi nói chuyện Phật Pháp, nhân quả, chưa chắc có ai tán dương mà chửi mình đồng bóng, ngu, bị tẩy não đồ các kiểu. Phật tử đâu phải ngu như vậy, đúng không? Nói thẳng như quý vị luôn á, đạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi. Tu theo Phật, đúng ra Phật tử không bao giờ ngu dốt, chỉ có hiền thôi chứ không có ngu. Không phải là không có cãi lợi đâu, tại không thích cãi đâu, được không? Tại vì Đức Thế Tôn không bao giờ tranh đấu với đời, chỉ có đời tranh đấu với Đức Thế Tôn thôi. Kể cả các ông sắc cha ca sức sượt, Asalayanan đến một cách sức sượt, bao nhiêu ngoại đạo đến một cách sức sượt, kể cả Đề Bà Đạt Đa âm mưu hại Phật, kể cả cô Chinh Cha đụng bụng để vu oan cho ông Cồ Đàm, ông làm cái bụng tôi có chữa như này nè, ông ngồi đó thuyết pháp được không? Đức Phật có bao giờ mà cãi lợi với đời không? Quý vị nhìn cuộc đời của Đức Phật á, mới thấy rất là thương. Nếu như cái lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp trên tòa cao kia, cô Chinh Cha cô độ nguyên cái bụng bầu cô đến, cái Đức Thế Tôn nói Như Lai không có làm cái chuyện này, một cái là cô Chinh Cha làm sao? Rớt cái đầu liền. Tại vì chỗ đó đang có vua Basena đi ngồi không? Đức vua là đệ tử của Đức Phật, mày dám vu khống cho ông thầy của tao, là cái cô Chinh Cha đó đi đời liền, vua sẽ chặt đầu liền tại chỗ. Dám vu oan cho Như Lai, mà Như Lai là ai? Là thầy của vua. Đức Phật vì lòng rất từ bi, Đức Phật nói cái việc đó, này con Chinh Cha, chỉ có Như Lai và con biết được vấn đề này thôi. Như Lai có phủ nhận không? Như Lai có đồng tình không? Như Lai có phỉ báng mạ lị sỉ nhục cô đó không? Như Lai có kêu ê ông Vua Basena đi chặt đầu nó đi không? Không. Nhưng mình thấy cái nhân cách của Ngài, cái ứng xử của Ngài là một cái để mình học suốt cuộc đời. Quý vị học từ cái chỗ này, thân hành niệm, làm cái gì biết mình đang làm cái gì, nói cái gì biết mình đang nói cái gì, nghĩ cái gì biết mình đang nghĩ cái gì. Nếu biết rằng cái tấm thân này không bao lâu sẽ vùi xuống đất, nếu biết rằng mình cũng sẽ trở thành một nắm tro thôi, nếu biết rằng những cái cạnh tranh đố kỵ quơ quào giành giật để mà vun bồi cái bản ngã này, nó sẽ là nhân quả đưa đến mình các cõi xấu, mình có cố gắng làm không? Không cần phải cố gắng làm. Rồi thậm chí có người mà đã hại mình, đã trù dập mình, đã ganh tị mình suốt thời gian qua, nhưng người ta có sống hoài không chết đâu.
người ác cỡ nào như Tần Thủy Hoàng đứng trên ngôi thiên hạ giết bao nhiêu người, cuối cùng có chết không? Rồi cái người mà từ bi thiện lành vô cùng giúp dân cứu nước hoặc là cứu được bao nhiêu mạng người như Hoa Đà có sống hoài không? Không luôn. Kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc chánh đẳng chánh giác phải mất tới 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mới thành Phật, nhưng mà thị hiện thân có thị hiện Niết Bàn không? Có luôn. Vậy mình là cái gì mà mình không chết? Cái đứa nó đang ghét mình, nó là cái gì mà nó sống hoài đẹp hoài được? Không, nó không cần mình trù dập, nó không cần mình phản ứng. Mỗi người chúng ta có mặt ở đây đều đang đi dần tới cái già, cái bệnh và cái chết, hiểu không? Cái gì còn lại với mình, cái gì đi theo với mình? Có phải là tài sản mình quơ quét ngày hôm nay không? Có phải là danh tiếng mình mong muốn người ta tán dương công nhận không? Hay có phải là những cái thứ mà mình quần áo lụa là son phấn, Chanel, Dior các kiểu mình muốn đem về mình không? Hay là có phải là bộ sưu tập xe sang hàng hiệu hay là tất cả những cái mình muốn không? Không, cái gì đi với mình? Nghiệp, chính xác. Vậy mà bình thường mình không thể để ý cái nghiệp mình làm và cái gì. Mình nói cái gì mình cũng không chịu trách nhiệm với cái lời nói đó. Một lời nói của mình có thể làm cho lời nói không là dao mà cắt lọc đầu nhói. Lời nói không là khói mà sao mắc cay cay. Lời nói không là mây mà sao ta đưa ta đi mãi. Sao không ngồi? Ngẫm lại, nói với nhau dịu dàng. Một lời nói của mình thôi tạo rất nhiều ác nghiệp. Một hành vi của mình thôi tạo rất nhiều ác nghiệp. Nhưng mà bình thường mình có để ý không? Không. Chúng ta mới thấy Đức Như Lai nói luân hồi dài vô cùng vô tận. Cho nên cô nói cái này với hết tất cả trái tim và tất cả tấm lòng. Quý vị có thể không thích cô Hiếu, quý vị có thể không tin cô Hiếu, nhưng quý vị nên tin Phật, tin Pháp. Nên tin Tăng, chư Thánh Tăng là thanh tịnh và hòa hợp, và nương theo Pháp mà thực hành. Để chấm dứt cái vòng luân hồi sanh tử này chỉ có một con đường duy nhất. Đây nè, tu, thân hành niệm. Cho nên sau 49 ngày đêm, Đức Phật mà chứng quả chánh giác, Đức Ngài cảm thán cái gì? Thôi, cái người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi sẽ không còn làm cho ta một cái nhà nào nữa, đòn tay ngươi đã gãy rồi. Đức Phật tuyên ngôn là cái gì đây? 12 cái nhân duyên đó, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thọ thọ duyên. Tiếp. Thọ duyên. Ừ, hữu duyên. Hữu, hữu. Ái. Hết giờ rồi, thôi dẹp em đi. Đó, đó là cái gì? Đó là cái, những cái chất liệu để mà xây nên cái ngôi nhà gì vậy? Cái ngôi nhà luân hồi sanh tử đó. Đức Như Lai ngồi dưới cái cội bồ đề để làm gì? Để chặt đứt cái hành, chặt đứt cái vô minh ngay chỗ đó. Từ vô minh duyên hành, hành là gì? Sankhara. Không còn một cái chất liệu nào để người nào có thể làm bất kỳ cái nhà sanh tử luân hồi nào nữa cho Như Lai. Đây là kiếp cuối. Từ khi mà giác ngộ, Đức Phật không tạo ra bất kỳ một cái sankhara nào dẫn Ngài đi luân hồi tái sanh nữa. Không còn một cái cảm giác nào có thể Ngài làm cho Ngài đắm chìm vào dục lạc. Không còn một cái cảm giác nào làm cho Như Lai có thể ghét bỏ, bực tức, giận dỗi, hơn thua, đố kỵ nữa. Vậy còn cái chất liệu nào để đi sanh tử luân hồi không? Không. Cho nên Ngài cảm thán với tất cả cái niềm vui. Này người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không còn làm nhà cho Như Lai nữa. Rồi mình tu sao mà mình tới thoải mái tới đức mà bất kỳ một cái sự việc thịnh suy hơn thua, đố kỵ, ganh ghét ở đời mà nó xảy đến với mình, mình nhìn thẳng vô cái mặt nó, ê cái thằng phiền não kia, đừng hòng dẫn lôi cảm xúc của chị nữa nha cưng. Nay chị đã thấy em rồi. Chị không có ngu để tạo những cái sankhara xấu nữa. Chị không có ngu để đi luân hồi sanh tử theo cái dục lạc giác quan. Phật tử chân chính phải là người cực kỳ có trí tuệ như vậy. Mình không tranh đấu với đời, mình không hơn thua, chỉ trích, phỉ báng, mạ lị, cãi nhau với đời, không có nghĩa là mình ngu, mà bởi vì mình vừa có hiền và có trí. Được chưa? Cô hy vọng quý vị tu theo Đức Phật, lấy Đức Phật làm thầy, lấy Đức Phật làm hình mẫu, ứng xử hiền từ, từ bi vô cùng. Người tu không có giữ, nhưng mà người tu phải có trí. Người tu không vô cảm, nhưng mà xin giữ lại nụ cười. Vừa có trí vừa có bi. Cô nói đi nói lại, có trí để buông được cái mình thương và có bi để thương được cái mình ghét. Thì cái lúc đó mình có là bậc giác ngộ không? Có. Mình chưa có giác ngộ toàn phần như Như Lai, nhưng mình có giác ngộ từng chút trên đời mình không? Mỗi cái thắng lại trước cơn sân và cơn si đó, mỗi cái thắng lại trước tham dục và giận hờn đó đó, nó là cả một cái công trình lớn cho mình đi tới cái đích giác ngộ. Cho nên sáng nay cô nói Hiệp nó đã tặng cho cô một món quà rất lớn. Đó là khi mà cơn sân nổi lên, khi mà phiền não nổi lên, em nói chỉ cần nói với bản thân mình, thở đi, thở đi. Chỉ cần thở đi con là có cả gia tài. Giờ quý vị thấy một tiếng ngồi thiền với sư cô mỗi tháng và một tiếng ngồi thiền với sư cô mỗi tối nó quý giá không?
Ngồi yên như vậy, chỉ cần lắng nghe những cảm thọ trên thân và biết nó cũng sẽ là vô thường. Cảm thọ này là vô thường, cái niềm vui này cũng sẽ là vô thường. Vậy mình có nên chạy đuổi theo cái niềm vui mà nó vô thường đó không? Không. Cái phiền não này, cái đau đớn này, cái bực bội này nó cũng là vô thường. Vậy mình có phải trầm luân vì nó để mình khổ chết đời mình không? Không. Còn một ngày nào có cái thân người này, còn một ngày nào trí tuệ còn minh mẫn sáng suốt, còn một ngày đó làm những điều lành, nói những điều lành và từng bước kín đáo dọn những cái thềm thang cho mình về giác ngộ giải thoát được không ạ? Cô hy vọng rằng các em cố gắng nghe cái bài này và tiếp tục nghe cái phần sau. Tiếp tục mình còn mấy cái pháp quán nữa đúng không? Hôm nay mình chỉ mới học về quán hơi thở vào, hơi thở ra và theo dõi với chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm, các oai nghi hàng ngày. À, và tiếp tục phần sau chúng ta sẽ học về theo dõi những cái bất tịnh, theo dõi những cái bất tịnh trên thân này, quan sát các cái đại trên thân. Thì đó là những cái cách quán, mình có thể chọn bất kỳ cái đề mục nào cảm thấy phù hợp với căn cơ của mình. Nhưng mà thành tựu thì chỉ có một cái điểm đó thôi đúng không? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Và mình làm chủ được cảm xúc của mình. Mình không kín đáo tạo những cái sankhara đưa mình đến luân hồi trầm luân nữa. Để mà mình như con rối của cuộc đời. Cuộc đời này đã là một con rối rồi. Mình thành một con rối trong tay những người khác. Người ta chỉ cần giật dây một cái mình vui. Người ta giật dây một cái mình tức. Người ta giật dây một cái mình buồn, mình khóc. Cái đó là mình có trí tuệ không? Chưa trí tuệ. Trong cái thời buổi đảo điên nhiễu loạn thông tin rất nhiều như vậy, cô nói phải cẩn trọng hết sức những cái thông tin, những cái hình ảnh, cái gì đưa vào đầu mình. Và càng cẩn trọng hơn 1000 lần những cái thông tin nói ra từ miệng mình, từ lời nói và hành vi của mình, được không ạ? Rồi, mình sẽ tiếp tục học bài này ở phần sau ha. Đó là tri ân quý vị đã ngồi nghe tới giờ này không buồn ngủ. Vẫn còn nhìn sư cô với ánh mắt sáng lấp lánh. Rồi, mình sẽ hồi hướng và sau đó quý vị nào mà còn chưa có kịp mà đăng ký đèn lòng cầu an hôm bữa đó thì giờ mình đăng ký tiếp tục ở trên chánh điện ha. Vị nào mà muốn đi ra suối thì mình có thể tùy nghi đi ra suối chơi luôn. Và cô nhắc lại một lần nữa, đi suối là phải nhớ về mang dép, mang giày của mình về, không có được mang dép chùa về. Không có được bỏ lại tư trang của chùa ở nhà nha. Rồi. Rồi quý vị cố gắng. Mấy bạn ở trên mạng báo lại là cái mạng nó cứ giật giật á, ban truyền thông của sư cô nó cũng giật giật vậy đó. Nó không có được smooth lắm, tại toàn là amateur không à. Thôi quý vị nào mà hôm nay nghe ở trên Facebook mà nó đang rất lên rất xuống thì quý vị hoan hỷ chịu khó sau này vào YouTube Giác Lệ Hiếu để nghe lại, chất lượng hình ảnh âm thanh nó tốt hơn nha. Đó là tri ân quý vị đã lắng lòng nghe pháp và hy vọng mỗi người tìm được cái pháp môn tu đúng đắn cho mình có lợi lạc ngay bây giờ và tại đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng.